Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Bước giữa nắng tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen, giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn, đừng lo lắng cười lên. Và gió hoa tàn cây hoa trong tiếng tre thơ đùa vui cười, và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sáng. Việt Nam mở đầu chương trình, xin trân trọng giới thiệu ông Dương Xuân Thủy, chủ tịch
Hội Doanh nhân Việt Nhiên, trưởng ban tổ chức giải bóng đá doanh nhân năm 2018 lên phát biểu khai mạc giải đấu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các vận động viên, huấn luyện viên cùng toàn thể nhân dân, nhân kỷ niệm 14 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 13 tháng 10 năm 2004, ngày 13 tháng 10 năm 2018, Hội Doanh nhân Huyện Lý Yên tổ chức giải bóng đá doanh nhân lần thứ 5 năm 2018. Trước hết, thay mặt ban tổ chức, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện cùng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, lãnh đạo các doanh nghiệp, lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các huấn luyện viên của các đội tham gia giải bóng đá, các tổ trọng tài cùng các cơ quan báo đài và toàn thể nhân dân đã về dự lễ khai mạc giải bóng đá doanh nhân năm 2018. Tôi xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các vận động viên tiêu biểu của 10 đội bóng đá đã được lựa chọn để tham dự giải bóng đá doanh nhân huyện Lý Yên lần thứ 5 năm 2018. Giải bóng đá doanh nhân là một sự kiện quan trọng được tổ chức thường niên vào tháng 10 nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam hàng năm. Giải đấu lần này tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao trong các doanh nghiệp và đã trở thành một hoạt động rất bổ ích, đầy ý nghĩa. Cũng là ngày hội thể thao lớn nhất của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự phát triển không ngừng của các doanh nghiệp, giải đấu sẽ thúc đẩy ngày càng lớn mạnh các phong trào thể thao quần chúng, phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng rèn luyện thể dục thể thao của cán bộ, công nhân, lao động trong các doanh nghiệp và ngày càng thắt chặt tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công việc sản xuất kinh doanh. Kính thưa các quý vị đại biểu, Lý Yên được nhiều người biết đến nhờ có nhiều làng nghề truyền thống và càng nổi tiếng nhờ các doanh nhân đã cố gắng hết mình làm giàu cho gia đình và quê hương. Hôm nay đội ngũ cán bộ công nhân viên các doanh nghiệp lại được tổ chức thi tài trong môn thể thao vua bóng đá với tinh thần thượng võ, đoàn kết, trung thực. Tôi mong rằng đội ngũ trọng tài, vận động viên sẽ chấp hành nghiêm nội quy điều lệ của ban tổ chức và giữ đúng kỷ luật trong thi đấu. Thi đua quyết thắng, giành thành tích cao nhất trong thi đấu. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng đá doanh nhân huyện Lý Yên lần thứ 5 năm 2018. Chúc các cầu thủ tham gia thi đấu với tinh thần trung thực, đoàn kết, giành thành tích cao nhất. Chúc tổ trọng tài hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần công bằng, trung thực, khách quan và chính xác. Xin chúc các quý vị đại biểu khách quý, toàn thể vận động viên một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc giải bóng đá doanh nhân Lý Yên lần thứ 5 năm 2018 thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn. Tôi, Nguyễn Hữu Hiệp, đội bóng đá doanh nhân thị trấn Lâm, vinh dự thay mặt cho 161 vận động viên của 10 đội bóng xin hứa thi đấu hết mình, trung thực, đoàn kết, chấp hành nghiêm lời lệ giải và các quy định của trọng tài. Xin hứa kính chúc các vị đại biểu sức khỏe, chúc giải bóng đá doanh nhân huyện Lý Yên lần thứ 5 năm 2018 thành công rực rỡ. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa ban tổ chức giải bóng đá doanh nhân huyện Lý Yên năm 2018, tôi Trần Quang Vinh thay mặt tổ trọng tài điều hành giải xin thề điều hành các trận thi đấu trung thực, khách quan, vô tư, đúng luật. Xin thề, xin thề, xin thề. Từ nơi đảo xa mênh mông sóng về nơi đồi cao bay.